Dạ vâng, số phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy trên đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác thích nuôi dưỡng những động vật hoang dã, nuôi dưỡng cuốc rồi bìm bịp. Thì ở cái nội dung video hôm nay thì em gửi tới các bác những cái con cuốc mồi mà bên nhà em đang nuôi các bác nhá. Thì hiện tại những cái con cuốc mồi này thì là đã nuôi từ bé và giờ nó rất là sung các bác nhá. Để mà đạt được cái mức độ sung như thế này thì bên nhà em đã nuôi dưỡng được hơn 1 năm rồi các bác nhá. Thì ngoài ăn cám ra ấy, mà để được đạt được độ sung như thế này thì các bác phải bổ sung thêm những thức ăn tươi. Ví dụ như hàng ngày thì thêm 1-2 con tép hoặc là những con dế các bác nhá. Bác nào mà có chung sở thích nuôi động vật hoang dã, thuần hóa động vật hoang dã sinh sản thì hãy xem được video này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, anh em cùng kết bạn chia sẻ, cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng. Thì những cái con cuốc này thì bên nhà em là nuôi từ bé nên là nó rất là thuần các bác nhá, có thể sờ lắm vuốt được. Còn khi mà các bác bắt những cái con cuốc bánh tẻ hoặc là cuốc nhỡ nhỡ ở ngoài tự nhiên về thì nuôi nó sẽ rất là khó và thuần hóa nó rất là khó các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, những con cuốc này thì em nuôi từ bé nên là nó rất là gan, nó rất là gan và nó bạo, rất là bạo người các bác nhá. Có con bên này á thì còn thả được ra và nó đi lòng vòng xong nó lại về, đến tối nó lại về các bác nhá, đến tối nó lại về. Thì cuốc thì những cái con này á bên nhà em nói là chỉ là giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nuôi thôi nhá các bác nhá. Những con cuốc này thì là cuốc mồi nhà em nên là nhà em không bán, cuốc mồi nên là nhà em không bán. Bác nào mà xem được video mà có chung sở thích nuôi dưỡng cuốc, làm cuốc mồi hoặc là cuốc để cuốc sinh sản ấy, thì hãy chia sẻ video, hãy bình luận video và hãy kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình ấy, để chia sẻ cách nuôi, cách thuần hóa rồi cách phân biệt cuốc trống, cuốc mái và làm sao để khi mà nuôi để nó sinh sản thì rất là tốt các bác nha. Thì mong rằng khi em đăng tải cái video này lên trên kênh YouTube thì sẽ nhận được nhiều sự kết bạn của các bác tiền bối cũng như là các nghệ nhân nuôi chim cảnh, cây nuôi chim cảnh, cá cảnh, cây cảnh để chia sẻ giao lưu học hỏi các bác nhá. Thì một cái video ngắn em quay giới thiệu về hai cái con cuốc mồi bên nhà em nuôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo các bác nhá.